Chào mừng các em đã đến với www.sửamay66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Đàn guitar của Lorca. Thanh Thảo. Kết quả cần đạt: thấy được vẻ đẹp bi tráng của hình tượng Garcia Lorca. Hiểu và cảm nhận được mạch cảm xúc và suy tư đa chiều, vừa sâu sắc vừa mãnh liệt của tác giả, cùng nét độc đáo trong hình thức biểu đạt thơ mang phong cách tượng trưng. Chú thích: đàn guitar, đàn có 6 dây, kim loại hoặc nhựa tổng hợp bọc kim loại, mặt cộng hưởng hình thắt cổ bồng, trên có lỗ thoát âm. Guitar được coi là nhạc cụ truyền thống của đất nước Tây Ban Nha. Vì thế, ngoài tên gọi chính, guitar còn được nhiều người gọi bằng một cái tên khác là Tây Ban Cầm. Lorca, tên đầy đủ là Federico Garcia Lorca, 1898-1936, một trong những tài năng sáng chói của văn học hiện đại Tây Ban Nha. Từ nhỏ, Lorca đã được coi là thần đồng với năng khiếu thiên bẩm trên nhiều lĩnh vực của nghệ thuật, thơ ca, hội họa, âm nhạc, sân khấu. Sau khi tốt nghiệp Đại học Luật ở Granada năm 1919, Lorca lên Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, tham gia vào đời sống nghệ thuật. Trước một Tây Ban Nha dưới sự cai trị của chế độ độc tài, Primo de Rivera đã trở nên hết sức phản động về chính trị và đang trên đường già cỗi về nghệ thuật. Lorca vừa nồng nhiệt cổ vũ nhân dân đấu tranh với mọi thế lực áp chế, đòi quyền sống chính đáng, vừa khởi xướng và thúc đẩy mạnh mẽ những cách tân trong các lĩnh vực nghệ thuật. Sự có mặt của Lorca cùng nhiều tài năng khác lúc bấy giờ đã khiến cho đời sống tinh thần của Tây Ban Nha và cả một vùng rộng lớn thuộc khu vực Tây Âu trở nên sôi động. Hoảng sợ trước ảnh hưởng xã hội to lớn của Lorca, năm 1936, chế độ phản động cực quyền thân phát xít đã bắt giam và bắn chết ông. Cái chết của Lorca đã làm dâng lên một làn sóng phẫn nộ hết sức mạnh mẽ trên thế giới đối với bè lũ Franco, một cách gọi thể chế thân phát xít lúc bấy giờ. Tên tuổi của Lorca từ đó trở thành một biểu tượng, là ngọn cờ tập hợp các nhà văn hóa Tây Ban Nha và thế giới, chiến đấu chống chủ nghĩa phát xít, bảo vệ văn hóa dân tộc và văn minh nhân loại. Tiểu dẫn: Thanh Thảo, tên khai sinh là Hồ Thành Công, sinh năm 1946, quê ở huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Tốt nghiệp khoa ngữ văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Thanh Thảo vào công tác ở chiến trường miền Nam. Từ mấy thập niên trước, Thanh Thảo đã được công chúng chú ý qua những tập thơ và trường ca mang diện mạo độc đáo, viết về chiến tranh và thời hậu chiến. Những Người Đi Tới Biển, 1977, Dấu Chân Qua Trảng Cỏ, 1978, Những Ngọn Sóng Mặt Trời, 1981, Khối Vuông Rubik, 1985, Từ 1 đến 100, 1988. Những năm gần đây, Thanh Thảo vẫn tiếp tục làm thơ, đồng thời viết báo, tiểu luận phê bình và nhiều thể loại khác, nhưng đóng góp quan trọng và đặc sắc nhất của ông vẫn là thơ ca. Thơ Thanh Thảo là tiếng nói của người trí thức nhiều suy tư trăn trở về các vấn đề xã hội và thời đại. Tuy nhiên, ông muốn cuộc sống phải được cảm nhận và thể hiện ở bề sâu, nên luôn khước từ lối biểu đạt dễ dãi. Ông được coi là một trong số không nhiều những cây bút luôn nỗ lực cách tân thơ Việt với xu hướng đào sâu vào cái tôi nội cảm, tìm kiếm những cách biểu đạt mới qua hình thức câu thơ tự do, xóa bỏ mọi ràng buộc khuôn sáo bằng nhịp điệu bất thường, để mở đường cho một cơ chế liên tưởng phóng khoáng nhằm đem đến cho thơ một mỹ cảm hiện đại với hệ thống thi ảnh và ngôn từ mới mẻ. Năm 2001, ông được tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật. Bài thơ Đàn Guitar của Lorca rút trong tập Khối Vuông Rubik là một trong những sáng tác tiêu biểu cho kiểu tư duy thơ của Thanh Thảo, giàu suy tư, mãnh liệt, phóng túng trong xúc cảm và đương nhiên không dễ hiểu vì ít nhiều nhuốm màu sắc tượng trưng siêu thực mà ông học tập ở chính nhà thơ hiện đại Tây Ban Nha, Federico Garcia Lorca. Văn bản: khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn.
Lorca. Những tiếng đàn bọt nước, Tây Ban Nha áo choàng đỏ gắt, li la li la li la, đi lang thang về miền đơn độc, với dần trăng chết choáng trên yên ngựa mỏi mòn. Tây Ban Nha hát nghêu ngao, bỗng kinh hoàng, áo choàng bê bết đỏ, Lorca bị điệu về bãi bắn, chàng đi như người mộng du. Tiếng guitar nâu, bầu trời cô gái ấy, tiếng guitar lá xanh biết mấy, tiếng guitar tròn bọt nước dở tan, tiếng guitar ròng ròng máu chảy. Không ai chôn cất tiếng đàn như cỏ mọc hoang, giọt nước mắt dần trăng, long lanh trong đáy giếng. Đường chỉ tay đã đứt, dòng sông rộng vô cùng, Lorca bơi sang ngang trên chiếc guitar màu bạc. Chàng ném lá bùa cô gái Gigan vào xoáy nước, chàng ném trái tim mình vào lặng yên bất chợt. Li la li la li la. Khối vuông Rubik, nhà xuất bản tác phẩm mới Hà Nội, 1985. Chú thích: áo choàng đỏ gắt, áo choàng khoác ngoài màu đỏ của các võ sĩ đấu bò tót ở Tây Ban Nha. Khi vào sân đối diện với con bò, các võ sĩ thường dùng áo này làm vật thu hút, dụ bò lao vào mình trong cuộc đấu. Cô gái ấy ở đây có thể chỉ Anna Maria, người yêu của Lorca. Sau cái chết của Lorca, Anna Maria ở dậy không một lần lên xe hoa. Đường chỉ tay, những đường rãnh trên bàn tay. Theo tướng số học, những đường rãnh trên bàn tay mỗi người thể hiện những bí mật về tính cách, số phận và sinh mệnh của họ. Đường chỉ tay đứt ấn định cái chết được báo trước qua điềm triệu thể hiện qua trên đường rãnh của bàn tay. Bùa, vật thường bằng giấy hoặc bằng vải, có những dấu hiệu đặc biệt, được tin là có phép thiên trừ ma quỷ, tránh được tai nạn, mê hoặc được người khác. Zigan còn có tên gọi khác là người Bohemian, một tộc người thích sống lang thang tự do, mưu sinh bằng múa hát, xem tướng và bùa chú. Hướng dẫn học bài. 1. Bài thơ viết theo thể tự do, thiết lập cấu tứ trên dòng cảm xúc mãnh liệt về cái chết bi thảm của Lorca. Để nắm bắt mạch cảm xúc chính, hãy đọc kỹ và tìm khả năng gợi liên tưởng đến các hình ảnh từ tiếng đàn bọt nước, áo choàng đỏ gắt, dần trăng chết choáng, yên ngựa mỏi mòn. Qua các hình ảnh, áo choàng bê bết đỏ, tiếng guitar nâu, tiếng guitar lá xanh, tiếng guitar tròn bọt nước dở tan, tiếng guitar ròng ròng máu chảy, đến Lorca bơi sang ngang trên chiếc guitar màu bạc, chàng ném lá bùa cô gái Zigan vào xoáy nước, ném trái tim mình vào lặng yên. 2. Nêu cảm nhận của anh chị khi đọc đoạn thơ. Không ai chôn cất tiếng đàn như cỏ mọc hoang, giọt nước mắt dần trăng, long lanh trong đáy giếng. 3. Hình tượng tiếng đàn trong bài thơ mang ý nghĩa ẩn dụ gì? Ghi nhớ, bài thơ đàn guitar của Lorca thể hiện nỗi đau xót sâu sắc trước cái chết bi thảm của Federico Garcia Lorca, nhà thơ thiên tài Tây Ban Nha. Thái độ ngưỡng mộ người nghệ sĩ đại diện cho tinh thần tự do và khát vọng, cách tân nghệ thuật của thế kỷ 20 bị giết hại một cách phũ phàng, được biểu đạt bằng một hình thức độc đáo, kết hợp hài hòa hai yếu tố thơ và nhạc về cấu tứ. Sức gợi mở đa dạng phong phú về hình ảnh và sự mới mẻ về ngôn từ. Luyện tập. Cảm nhận của anh chị về hình ảnh Lorca được thể hiện qua bài thơ đàn guitar của Lorca. Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.